Con còn mới tới. Sao cưng ơi, hai đứa rồi chơi. Chỗ đi nó thương lý nghĩa chưa. Bữa nay lễ mà, được nghỉ lễ đâu có đi học. Ủa? Đổi chỗ ngủ bên kia hả cô? Đúng rồi, bên đây hết em. Cho mấy bé học ở đây. Ừ. Dạ. Đổi chỗ ngủ anh. Cô cho kìa. Nè, chói nè. Chói đèn. Chói đèn con nha cô. Chào. Gái hả cô? Gái em. Ê ơi, có mua cà phê cho Ý kìa. Tự nó làm à, nó làm à. Có mua cà phê cho Ý kìa ơi. Dành cái gì của Ý đâu có dành gì đâu. Sao vậy? Quay đèn pin nè. Lâu ghé sợ thôi ta. Quay đèn pin.